trước khi thế hệ sau của những kẻ xấu xuất hiện trong bộ phim Hậu Duệ. Người không biết, kẻ xấu cũng có con sao. Họ sẽ quay về nơi bắt đầu và gặp lại những đứng sinh thành khét tiếng của mình. Maleficent, người đàn bà với vô vàn tội lỗi. Giờ ngươi phải đối đầu với tao. Bắt lấy sinh vật đó. Trời ơi, thật là trớ trêu. Jaffa, kẻ mưu mô với âm mưu chiếm đoạt tất cả. Vũ trụ là của ta. Ta sẽ kiểm soát cả vũ trụ. Có gì ngạc nhiên đâu. Nữ hoàng độc ác với ánh mắt tàn nhẫn. Cải trang hoàn hảo. Và Cruella De Vil, một tín đồ thời trang máu lạnh. Ta sống vì lông thú. Ta tôn thờ lông thú. Khi nói đến sự xấu xa thì họ chính là huyền thoại với những tiếng cười đầy ác độc. Cùng đón xem trong thứ bảy tăm tối, phát sóng lúc 9 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh Disney Channel.